Ở hầu hết các con đường chạy qua khu vực Tây Nguyên đều có những rừng thông cảnh quan hai bên rất đẹp mắt. Những hàng thông tự nhiên mát rượi trở thành một thứ đặc sản nơi đây, khiến ai đã đến Tây Nguyên cũng đều lưu luyến. Thế nhưng bức tranh này giờ đây chỉ còn là ký ức. Nạn phá rừng thông tràn lan tại huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông đã khiến hơn một nửa diện tích rừng thông bị chết. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng tỏ ra bất lực khi mà thủ đoạn của các đối tượng xấu quá tinh vi. Rừng thông hai bên quốc lộ 14 cách đây khoảng 10 năm đã từng đẹp đẽ như thế này. Những bóng cây mát rượi là chỗ nghỉ ngơi cho những người khách phương xa. Thế nhưng đây đã là chuyện của quá khứ và cảnh tượng này thật xa xôi. Tôi đang đứng tại rừng Cảnh Quang, quốc lộ 14 thuộc huyện Đắk Sông, tỉnh Đắk Nông. Phía sau lưng tôi, như quý vị và các bạn có thể thấy, thì đã có một phần diện tích của rừng cảnh quan này bị chết. Và theo nguồn tin riêng của phóng viên VTC thì đã có một số đối tượng xấu có tác động để nhằm giết thông. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân của tình trạng này thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi. Lần theo dấu vết các cây thông sắp chết, chúng tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng. Họ dùng một cái khoan pin, họ khoan xong là họ lấy một cái bông họ tẩm thuốc cỏ, xong họ nhét vào trong này. Đó là cây nó bị ngộ độc, nó chết. Giống thuốc là các loại thuốc trị cỏ đấy, thì cây nó cũng là một cái thực vật bình thường thì nó gặp thuốc là nó chết thôi. Thường khi mà cắm như này vào thì cây thông khi nào nó sẽ có cái biểu hiện là nó chết? Nó sẽ héo từ từ, có khi tùy theo cái sức khỏe của cây. Có cây thì cả năm, có cây thì vài tháng. Rồi sau một thời gian thì nó chết, gió thổi là rớt. Với thủ đoạn bơm chất độc vào cây, các đối tượng xấu đã giết gần 8.000 hectare rừng thông, chiếm một nửa diện tích rừng bị phá. Và hơn 400 hectare rừng thông tự nhiên ban đầu, sau 30 năm, giờ chỉ còn một nửa. Theo chính quyền huyện Đắk Sông, người dân sống gần rừng thông là nghi can lớn nhất. Tuy nhiên, chưa từng có ai bị bắt để xử lý, răn đe. Cái rừng cảnh quan họ không phá đơn thuần như những diện tích rừng khác là họ cứ hạ. Mà ở đây họ khoan để đổ hóa chất, nhiều khi cả năm mới phát hiện được cây chết, và cực kỳ khó. Và chúng tôi cũng đã rất là mở rất là nhiều chuyên án giao cho công an để người ta tiếp tục điều tra. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện được, bởi vì cái việc phá rừng thông rất là tinh vi. Lợi ích kinh tế được cho là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đầu độc thông tràn lan tại huyện Đắk Sông. Đắk Sông là huyện có sản lượng tiêu lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Giá tiêu tăng cao, tại những nơi thông chết thì những trụ tiêu đã nhanh chóng mọc lên thay thế. Để giữ rừng thông, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Sông cho rằng chỉ còn cách là giao khoán cho người dân. Và nếu để mất thì buộc người dân phải chịu trách nhiệm. Khi giao cho dân đến thời điểm này thì phần lớn những người mà có chú tâm mà phá hoại rừng thông trước đây thì người ta đã có chủ rồi. Nên là người ta rất là khó cơ hội để phá. Hầu hết các người dân hiểu được rằng cái rừng cảnh quan này là của mình. Gần cuối tháng 6 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Sông đã có hẳn một nghị quyết về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng định hướng đến năm 2025. Trong đó, mục tiêu chủ chốt là trồng lại 100% diện tích rừng thông đã bị phá. Đây có thể được xem là những nỗ lực muộn màng của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, để có một cây thông lớn như thế này thì người ta phải chờ thêm 30 năm nữa.